Rồi hết nha. Quay. Happy birthday to you. Hay quá. Cảm ơn bạn Hoàng nhiều. Rồi, nhiều quá, nhận nhận hát tiếp nè. Theo vòng, theo vòng. Theo vòng, theo vòng phải mà em gái không? Lẹ lên. Mà hình như hồi bữa nhạc vào trễ mà nhạc chưa có hát. À đúng rồi. Nhạc chưa có hát mà dạng như hát hồi bữa là Thịnh có hát đúng không? Vòng phải đi. Vòng phải hát đi. Lẹ lên, lẹ lên. Hoàng còn hát không? Hát rồi nhục lắm á. Trời ơi. Lẹ lên. Cái phòng hát ngoại mà. À, vui vui mà. Trong phòng mình nhớ nhặt cái cơn mưa ngang qua rồi nhặt cơn mưa ngang qua mưa thấy nặng rồi. Đúng rồi, nhặt hai cơn mưa ngang qua lắm rồi. Vô vô không không thích thì em của ngày hôm qua cũng được. Không, được rồi. Em ngày hôm qua đi ai hùng đó đâu nhớ nè bạn đồng hành nè. À nhớ 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 lên mạng đi đợi á. Lạc đề quá vô đi ơi. Tôi bèn miệng chưa? Ừ bèn miệng rồi vô đi. Lẹ lên. Hát đi. Nhạc hát đi. Hát chung gì? Thấy hồi nãy hòn không? Thấy chú xung phong hát. Rồi bây giờ em cua ngày hôm qua tao ngạc. Rồi vô vô nha. Rồi vô nha. Rồi vô nha. Rồi 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 rồi. Rồi vô nha. Đúng rồi. Vô. Rồi vô đi. Em ngày hôm qua lại đi rồi. Cái này anh. Cái năm ba. Lẹ đi đang nóng tự nhiên làm nguội rồi. Thì hát vô thì đó hát đi. Mày hát đi bởi đây chứ. Mày hát đi. Mày nhanh mượn rồi. Em hôm qua đi. Hát mềm rồi lẹ lên. Hát mềm rồi. Nhặt lề mề quá, nhặt lề mề quá. Nhặt lề mề. Hát đi. Không hát là bao nguyên dầu nha. Hát là bao nguyên đều luôn nha. Hết là bao luôn á, hết luôn á. Nhặt không mua cho Nhặt cái Doraemon, Nhặt đồ làm cắt. Ừ, đúng rồi. Không mua rùa á. Lôi mít la với lại mày. Đúng rồi, còn tệ hơn cả con rùa. Nghèo, nghèo. Thôi bây giờ, kêu vũ sĩ của ta hát đi. À, đúng rồi, quên. Vũ sĩ hát á. Vũ sĩ hát đi. Hát đi vũ sĩ ơi. Mình rất là ghét nha. Lẹ đây vũ sĩ. Sao tới mình? Lẹ, lẹ đi, lẹ đi. Không, không, Nhặt là không thể tốn tránh trách nhiệm được. Nhặt hát rồi mới tới thời. Rồi, Nhặt hát trước. Nhặt là không thể tốn tránh trách nhiệm được. Nhanh lên, nhanh lên. Tại sao? Lâu quá. Bữa sinh nhật thôi, Nhặt đi trễ, Nhặt chưa có đền bù, Nhặt chưa có bị phạt. Thì nó bị phạt rồi. Không. Bây giờ hồi, hát chung hết đi rồi, nó hát yên sao? Hát chung bài... Hay cầu bây giờ bây giờ hát bây giờ lại lẹ đi. Chú bắt ngon đi. Hát thủ cuối đi. À hát thủ cuối hay hả? Không không nhờ. Nếu mà thật sự không thuộc mấy bài lớn thì hát mấy bài nhỏ cũng được. Mấy cái bài gì mà một dịch á. Ví dụ con cò bé bé cũng được. Hai bộ dịch đi. Một cái 2, 3, 4, 6 luôn. Nghe được không? Thì một con dịch kia, bộ dịch thì cái hai hòn ngon cái ba gì á, quên rồi. Mùa 2, 3, 4 gì á. Không, anh đang kiểu này nè. Hay là Hoàng với Nhật á. 5 phút rồi, 6 phút rồi. Kéo giờ quá. Hay là mình chiếu bức cách thức cho không đi em. Bữa nào cũng được. Cái rồi nè, cái rồi nè. Rồi ông khóe hát rồi, giờ ông hát coi. Tôi hát chứ. Tôi đi ra đẩy tôi gì vậy?